buổi họp báo này ngày hôm nay để có thể ngồi để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả về sản phẩm này. Vâng ạ. Và chắc chắn tí xíu nữa mình sẽ tâm sự nhiều hơn với các anh chị phóng viên báo chí nữa. Nhưng mà trước hết thì Minh Xù cũng muốn là hỏi dàn cô dâu chú rể ngồi phía trước. Dạ là Hòa Minzy. Dạ, dạ hỏi trước. Dạ, cho anh Minh kiếm micro. Dạ. Lại là Hòa. Đây. Một tràng vỗ tay cho cô dâu Hòa Minzy được không ạ? À? Hôm nay xinh quá. Cô dâu, qua đây nào. Dạ, dạ. À, đó em, alo kìa. Nó hơi vàng ha. Xin chào tất cả quý anh chị, chị và tất cả các anh chị báo chí và các bạn fan của Đức Phúc Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay, và chúc cho mọi người sẽ có những phút giây thật là tuyệt vời và ý nghĩa cùng Đức Phúc trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ phải hỏi cảm xúc riêng của Hòa nè. Khi mà nhận được lời mời của Đức Phúc cùng với các anh em á, thì Hòa có cảm giác như thế nào khi mà đến cái cảnh quay trực tiếp, cái lúc đó Hòa đứng phía dưới mà xem thấy là cái sự cầu hôn của hai bạn ở trên sân khấu, thì Hòa có cảm xúc gì? Thật ra thì em nghĩ là tại sao Đức Phúc lại có nhiều những cái cảm xúc để có thể chia sẻ trong ngày hôm nay và mong muốn được chia sẻ, là bởi vì là trong những cái phút giây mà mọi người vừa được xem trên trên màn hình á, thì còn thiếu rất là nhiều những cái phút giây mà các anh chị em đã trực tiếp chứng kiến tại đó. Bởi vì còn nhiều những cái khoảnh khắc tuyệt vời mà không thể đưa được lên hết lên trên hình á. Và đấy là lần đầu tiên mà em chứng kiến một buổi cầu hôn trực tiếp. Và em cảm thấy là thật sự cô gái của chúng ta rất là may mắn. Cũng như là mình cũng lúc đấy mình cảm thấy là hạnh phúc lây luôn cả cô gái luôn nè. Mọi người có thể tour đi tour lại những cái khoảnh khắc đẹp, thật sự là nhan sắc không đùa được. Ủa, alo, em ơi. Ủa, alo, em xin lỗi, em nói. Em bị lang mang, bị nhầm đúng không ạ? Bị quên đúng không? Quay lại ạ. Em quay lại từ đoạn nào? Từ cái đoạn là hạnh phúc lây đúng không em? Ok. Thì ý là... Nhưng mà đẹp hả? Em cảm thấy rất là hạnh phúc lây từ cô gái của chúng ta. Và em rất là mong chờ những cái behind the scene mà Phúc sẽ tung lên sau MV này. Vì những khoảnh khắc đó khi mà cả gia đình của cô dâu chú rể cũng xuất hiện thì đó mới là điều tuyệt vời nhất. Dạ. À, cái giọt nước mắt em đã chuẩn bị rơi vì nó. Tuyệt vời. Và có cô dâu thì không thiếu chú rể. Mời Eric. Ừ, chú rể lên, một tràng vỗ tay cho Eric ạ. Đó, gia đình này thì lúc nào cũng chỉnh chu, xinh đẹp cả. Thế là bây giờ ở trong cái MV đó thì hai bạn hóa thân thành một cặp đôi luôn đúng không? Không, em là phù dâu phù rể. Ai dâu ai rể? Đây dâu đây rể chứ ạ? Vâng. À không, anh hỏi vậy thôi chứ Eric ơi, cảm giác của em khi mà ngày hôm nay được xem một cái phiên bản được edit hoàn thiện cùng với tất cả mọi người luôn, thì em cảm thấy như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi của anh Minh Xù thì em cũng muốn gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp cũng như là các anh chị quý báo chí và toàn thể các bạn fans của anh Đức Phúc ngày hôm nay đã có mặt trong buổi họp báo. Thực ra thì bản thân em, bởi vì em cũng là một người mà cùng với cả chị Hòa là những cái người rất là thân cận với anh Phúc, cho nên là cũng đã rất là may mắn khi mà được anh Phúc share về cái dự án lần này của anh. Bởi vì mọi người cũng biết rằng là sau khoảng hơn một năm nhỉ anh nhỉ, sau khoảng hơn một năm mà anh Phúc không trở lại về âm nhạc, thì đây là một cái sản phẩm mà anh tiếp tục kết hợp cùng với nhạc sĩ Khắc Hưng, và là một cái dự án mà anh cũng đã rất là suy nghĩ rất là nhiều, cũng dành rất là nhiều tâm huyết cho nó. Cho nên là ngày hôm đó cả em và chị Hòa đấy và chứng kiến được cái sự lo lắng của anh cho cái sản phẩm này, thì thực sự là em rất là nể phục anh cũng như là ekip của mình đã làm nên một cái sản phẩm rất là ý nghĩa. Và em tin rằng là sản phẩm này khi mà ra mắt chắc chắn sẽ đạt được cái hiệu ứng thực sự như mong muốn. Dạ, cảm ơn Eric rất là nhiều. Còn một cô gái rất là nổi bật ngày hôm nay nữa, Mai Hương ơi. Ok. Có một cái câu hỏi từ đầu chiếc MV á, có đặt lên trên đây dành cho tất cả chúng ta luôn. Bạn có bao giờ tưởng tượng về cái buổi cầu hôn của mình như thế nào hay chưa? Thì mình xuống muốn hỏi Hương câu hỏi này. Ừ, cái này khó mới đẩy với em chứ. Chị cũng rất là yêu đương đấy. Đấy. Cho em xin phép gửi lời chào tới tất cả các anh chị quý báo chí cũng như là các bạn fan của Đức Phúc ngày hôm nay. Em hỏi, anh hỏi Khái em không? Hỏi khó chứ không Khái em, khó thôi. Thật ra thì khi mà ngồi xem ở đây thì rất là xúc động, tại vì em nghĩ là ai cũng từng một lần, đặc biệt là con gái thì sẽ đều mong muốn trong cuộc đời mình sẽ có một người đàn ông mà khiến mình trở thành người phụ nữ may mắn nhất trong cái buổi cầu hôn, ai cũng mong muốn thôi. Chả
chẳng hạn như em có vài cấu hồn thế, nhưng mà chưa có hợp vong để có một người nào đến bên mình để mà làm cái điều đấy cả. Nhưng mà thú thực anh, tại vì do là em biết anh Miku cũng mấy mấy năm theo chú nhỉ, thì đây là lần duy nhất mà em thấy Miku anh có một cái gì đấy rất tử tế trong từng lời nói luôn quý vị. Tại bình thường anh nói chuyện nghe giọng nó cũng hơi kháy kháy, hơi đều đều ấy. Ủa? Mà cái lúc mà kiểu khi mà anh lên anh ấy kiểu giống như cầu hôn vợ ấy, làm em thực sự rất là xúc động. Tại vì em không nghĩ Miku nó trưởng thành như vậy. Thực sự cảm thấy rất may mắn khi ngày hôm nay ngồi đây và xem MV của Đức Phúc. Tại vì Đức Phúc đã mang lại cho mình một cái giây phút và mình cảm thấy là xung quanh MV nó toàn những người bạn của mình, nó rất là chân thực. Mà anh Kawai không hiểu sao anh có thể bắt được những cái khoảnh khắc mà vô cùng là thật. Mình cảm giác như kiểu mọi người thật đến tất cả mọi thứ luôn, từ những cái phút giây đầu tiên khi mà từng người xuất hiện. Nó giống như là một sự sắp đặt vậy, nhưng nó lại không phải là một sự sắp đặt. Em nghĩ là cái thực tế thật. Nhưng mà thực ra là không chỉ một mình anh Kawai đâu chị ạ. Là rất nhiều các anh đạo diễn và các anh quay phim TOP là kết hợp cùng với nhau để có thể tạo nên một cái siêu phẩm. Có thấy là có anh Miêu Đặng nữa. Rất nhiều. Nói chung là đúng rồi, thì rồi đây hot nhất Việt Nam rồi thì phải có những người bạn xung quanh nữa. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn em. Chị đã có thể ngồi xem. Cảm ơn anh Kawai. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho Mai Hương, Hoàng Minh Di và Eric. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mai Hương, Thị Hòa và Trung Thành, mời em về dưới luôn. Rồi, giữ Đức Phúc ở đây lại, tại vì thực sự ra Minzu rất là muốn Đức Phúc sẽ là người tặng những bó hoa tươi thắm cho ekip của mình. Thật sự ra phải nói quý vị ơi, có một chiếc MV ngắn ngắn như thế này thôi, nhưng mà dàn ekip... Dạ vâng ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, xin được một vòng bức hình lưu niệm cho khán giả đầu năm 2022 lần này. Dạ, mời Phúc ạ. Dạ vâng, sẵn tiện đội hình ở đây, xin được cảm ơn các anh chị bảo trợ truyền thông cùng